Hiện tại bây giờ Thanh Nhã đang có mặt tại trục giao của tuyến đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn cùng với quốc lộ 13. Và đây sẽ là một trục giao mang ý nghĩa kinh tế vô cùng to lớn, bởi vì nó sẽ đánh dấu sự phát triển của tỉnh Bình Dương. Với tuyến đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn sẽ dẫn những hàng hóa trực tiếp từ cảng Đồng Nai đến với tỉnh Bình Dương của chúng ta một cách nhanh chóng hơn, với tuyến đường cao tốc lên đến 10 làn xe, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra chúng ta có tuyến đường quốc lộ 13. Nhắc đến Bình Dương chúng ta sẽ biết đến tuyến đường quốc lộ 13, đúng không ạ? Và quốc lộ 13 trước đây chỉ có 6 làn xe thôi, nhưng mà kể từ nay chúng ta đã có thành 8 làn xe để có thể là dễ dàng giao thương với các tỉnh bạn. Và ngay lúc này, như vậy thì trục giao này sẽ dẫn đến đâu? Đó chính là cổng của huyện Bầu Bàng. Và sau lưng Thanh Nhã đó chính là cổng chào huyện Bầu Bàng. Và chúng ta sẽ dễ dàng di chuyển đến với cụm khu công nghiệp Bầu Bàng bằng tuyến đường NC. Và cũng ngay tại cổng chào huyện Bầu Bàng thì có thể dễ dàng di chuyển đến với khu đất nền sổ đỏ thương mại Nam An Luxury, trực thuộc khu nhà ở Nam An Bầu Bàng, chỉ mất có 5 phút mà thôi. Như vậy hãy cùng Thanh Nhã khám phá những tiềm năng bất động sản tại Nam An Luxury nha. Đi thôi. Và khi mà vừa mới bước qua khỏi cổng chào huyện Bầu Bàng thì chúng ta sẽ gặp một con đường, đó chính là đường NC. Và với con đường NC lên đến 8 làn xe, quý vị có thể nhìn thấy ha, ở đây thì dân cư đang rất sầm uất, có cả hệ thống khách sạn nè, công ty bất động sản, các phòng khám đa khoa phục vụ cho nhu cầu về y tế và giáo dục. Ngoài ra thì quý vị có thể nhìn thấy là chúng ta đang có rất là nhiều những ngân hàng và thậm chí là có cả con cưng nữa, chứng tỏ rằng ở đây đang là một nơi cực kỳ phát triển, bởi vì con đường NC là con đường dẫn trực tiếp vào cụm khu công nghiệp Bầu Bàng. Và cụm khu công nghiệp Bầu Bàng thì quy tụ rất nhiều những nhà đầu tư nước ngoài cũng như là nhà xưởng nhân công, họ về đây để có thể là làm việc cũng như là phục vụ cho quá trình sản xuất. Như vậy thì chắc chắn rằng ngay bây giờ đến với huyện Bầu Bàng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những tiềm năng để đầu tư vào thị trường bất động sản. Và chắc chắn trong mỗi chúng ta khi nhắc đến tỉnh Bình Dương là sẽ nhắc đến tuyến đường xuyên sống huyết mạch, đó chính là quốc lộ 13. Và trước đây quốc lộ 13 chỉ có 6 làn xe thôi, và vào tháng 4 vừa qua đã được chính thức quyết định là sẽ xây dựng mở rộng thành 8 làn xe để có thể là phát triển cho sự kết nối giao thương, logistics và vận chuyển dịch vụ. Quý vị có thể nhìn thấy ở đây xe đang di chuyển rất sầm uất. Và tuyến đường Lai Uyên 81 là một con đường cắt trực tiếp với quốc lộ 13. Từ tuyến đường Lai Uyên 81 chúng ta chỉ mất có 200m thôi để di chuyển vào trong khu đất nền sổ đỏ thương mại Nam An Luxury. Ngay bây giờ Thanh Nhã đang có mặt tại khu đất nền sổ đỏ thương mại Nam An Luxury. Và một điều bất ngờ đặc biệt của chúng ta đó chính là những sản phẩm đến từ Nam An Luxury thì rất là quan trọng về hạ tầng. Quý vị có thể nhìn thấy ở đây chúng ta có một mặt tiền đường trải nhựa lên đến 13m. Và bên tay phải Thanh Nhã đó chính là khu Liên Kế 1. Và khu LK1 thì sẽ mang đến rất là nhiều những cái diện tích khác nhau, chứ quý vị có thể dễ dàng lựa chọn, sẽ dao động từ 95m2 cho đến là 100m2. Và ngoài ra thì ở đây hệ thống cây xanh nè, cũng như là vỉa hè, điện âm, nước máy, tất cả đều đã được hoàn thiện. Và với khu LK1 thì có rất là nhiều những sản phẩm để quý vị có thể dễ dàng lựa chọn nha. Tất cả đều đã được phân lô và với diện tích linh hoạt của Thanh Nhã xin nhắc lại một lần nữa là chỉ từ 95 cho đến là 100m2, quý vị sẽ dễ dàng lựa chọn hơn. Và bên tay trái của Thanh Nhã đó chính là
LK13. Và với khu LK13 cũng sẽ tận hưởng được những tiện ích nội khu như là mặt tiền đường nhựa lên đến là 13m, cũng như là điện âm, nước máy, vứa hè. Ngoài ra thì cũng ngay tại LK1 và LK13 thì chúng ta sẽ tận hưởng được rất nhiều những tiện ích nội khu khác nhau. Từ phía xa xa ngoài kia, quý vị có thể nhìn thấy chúng ta có một hệ thống trường học, và hệ thống trường học các cấp sẽ phục vụ cho nhu cầu về giáo dục. Trong trường hợp đối với những dân đam mê thể thao, chúng ta có khu thể thao để có thể vừa chơi tennis nè, vừa chơi đá banh. Và đặc biệt hơn thế nữa, trung tâm thương mại cùng với chợ đêm sẽ luôn hoạt động một cách rất là sầm uất để quý vị có thể dễ dàng kinh doanh mua bán. Chúng ta cũng có thể là tản bộ vào mỗi buổi chiều ngay tại khu vực công viên. Và ngay từ lúc này đây thì chắc chắn rằng ngay tại với những cái diện tích linh hoạt cũng như là những sự lựa chọn hoàn hảo đến từ đất nền sổ đỏ thương mại Nam An Luxury sẽ giúp cho quý vị chúng ta vừa có một nơi an cư lạc nghiệp, vừa có giá trị gia tăng về tài sản quý vị. Và quý vị ơi, ngay tại khu đất nền sổ đỏ thương mại của Nam An Luxury có một phân khu mà Thanh Nhã cực kỳ thích, đó chính là LK11. Tại vì sao LK11 lại là một điểm sáng ở Nam An Luxury ? Mang tính thương mại rất là cao, giúp cho quý vị có thể dễ dàng gia tăng được kinh tế. Đầu tiên nha, đây chính là LK11. Chúng ta có vị thế đắc địa, vừa có cây xanh, vỉa hè cũng như là điện âm, nước máy đầy đủ. Ngoài ra có một cái mặt tiền đường trải nhựa lên đến 17m. Mà những nơi nào có mặt tiền đường trải nhựa càng lớn thì nơi đó càng có giá trị gia tăng cho bất động sản. Đặc biệt hơn thế nữa, quý vị nào đang muốn kinh doanh mua bán, lựa chọn một cái nơi mà vừa có thể là có diện tích linh hoạt từ 64m2 cho đến 100m2, đối diện trực tiếp với trường học, đây thì LK11 chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho mình. Nếu như mà những sản phẩm bất động sản đối diện trực tiếp với trường học, chúng ta vừa có thể là kinh doanh mua bán, là cho thuê, và thậm chí là có thể là rất là dễ dàng để có thể là phục vụ những cái nhu cầu về sinh hoạt, giải trí dành cho những khu vực trường học quý vị nha. Và bây giờ đây quý vị có thể nhìn thấy là LK11, Thanh Nhã xin nhắc lại, diện tích linh hoạt, quý vị muốn diện tích nhỏ chúng ta có sản phẩm 64m2, còn đối với diện tích lớn thì chúng ta cũng có những sản phẩm 100m2 ạ. Và trong tất cả những nhu cầu của con người, nhu cầu về sinh hoạt, nhu cầu về giải trí thì nhu cầu về giáo dục cũng là một điều rất tất yếu. Và khi mà lựa chọn những sản phẩm bất động sản nơi nào có giáo dục, nơi đó chắc chắn sẽ phải tăng cao. Hiện tại ngay bây giờ đây quý vị có thể quan sát nhìn thấy nha, ngay tại Nam An Luxury chúng ta có điều bất ngờ đặc biệt gì, đó chính là hệ thống trường học các cấp. Và hệ thống trường học các cấp đều đã được xây dựng hoàn thiện và đang chờ đợi đi vào hoạt động mà thôi. Như vậy thì quý vị ơi, khu dân cư đã hiện hữu, trường học các cấp cũng đã hiện hữu rồi. Quý vị còn chần chờ gì nữa mà ngay từ lúc này chúng ta không nên lựa chọn ngay cho mình một sản phẩm đến từ Nam An Luxury ?